Cô chào tất cả các con. Cuối học hôm trước, chúng ta đã được học bài vị ngữ trong câu kể Ai là gì. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai là gì. Về bộ phận chủ ngữ, trả lời cho câu hỏi nào và được tạo thành từ những từ ngữ nào, thì hôm nay cô và các con cùng nhau tìm hiểu bài luyện từ và câu chủ ngữ trong câu kể Ai là gì. Đọc các câu sau. A. Ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, hậu phương thi đua với tiền phương Hồ Chí Minh. B. Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của đội ta. Trong các câu trên, những câu nào có dạng Ai là gì? Những câu có dạng Ai là gì? Ở câu A, chúng ta có các câu ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ. Câu B, Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của đội ta. Bây giờ các con hãy xác định chủ ngữ trong những câu vừa tìm được. Bây giờ các con sẽ xem chủ ngữ các con vừa tìm được có giống cô không? Ở câu ruộng rẫy là chiến trường, chủ ngữ đó là ruộng rẫy. Cuốc cày là vũ khí, chủ ngữ là cuốc cày. Nhà nông là chiến sĩ, chủ ngữ đó là nhà nông. Ở câu B, Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của đội ta. Vậy chủ ngữ là Kim Đồng và các bạn anh. Vậy em tìm chủ ngữ trong các câu đó bằng cách nào? Chúng ta có thể tìm chủ ngữ trong các câu đó bằng cách đặt câu hỏi ai, cái gì, con gì. Cô ví dụ, ở câu ruộng rẫy là chiến trường, vậy để tìm chủ ngữ của câu này, cô sẽ đặt câu hỏi cái gì là chiến trường, thì cô sẽ tìm ra được chủ ngữ. Hoặc là câu nhà nông là chiến sĩ, vậy để tìm được chủ ngữ trong câu này thì cô sẽ đặt câu ai là chiến sĩ. Vậy thì chủ ngữ nhà nông sẽ trả lời cho bộ phận ai, trả lời cho câu hỏi ai. Và trong câu kể Ai là gì, chủ ngữ trả lời cho câu hỏi nào? Thì trong câu kể Ai là gì, chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Và chủ ngữ cho những từ ngữ như thế nào tạo thành? Chủ ngữ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Vậy trong câu kể Ai là gì, chủ ngữ biểu thị nội dung gì? Thì trong câu kể Ai là gì, chủ ngữ chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ. Thì qua bài tập trên thì cô rút ra cho các con một bài học. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì, chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ. Chủ ngữ trả
lời cho câu hỏi ai hoặc con gì, cái gì. Chủ ngữ thường do danh từ, cụm danh từ tạo thành. Các con phải lưu ý và ghi nhớ những điều này. Tiết học của cô đến đây là kết thúc. Cô xin cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Các con có thể coi bài kỹ lại nhiều lần để có thể làm bài tập thật là tốt. Cô chúc các con và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cô chào tất cả các con.